Đây là bài 4 trong loạt bài giao tiếp tiếng Trung của Hội Quán Tam Thế. Hãy nghe phần hội thoại và giải thích từ mới trước khi học phần này. Trong đoạn hội thoại trên có nhân vật Đinh Lục Ba, Tên Lị Pua và cô giáo Trần, Trần lão sư. Hãy nói họ Trần. 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 Cô giáo Trần. Trần lão sư. Trần lão sư. Trong tiếng Trung khi gọi nhau người ta thường gọi bằng họ. Giáo viên Trần, cô giáo Trần. Trần lão sư. Trần lão sư. Chào cô. Nín hảo. Nín hảo. Nín là từ để dùng trong trường hợp trang trọng. Chào cô. Nín hảo. Nín hảo. Cô giáo Trần chào cô. Trần lão sư nín hảo. Trần lão sư nín hảo. Bây giờ là từ đây. Trưa. Trưa. Đây là. Trưa sư. Trưa sư. Đây là anh trai tôi. Trưa sư của cơ cơ. Trưa sư của cơ cơ. Đây là bố mẹ tôi. Trưa sư của ba bà mama. Trưa sư của ba bà mama. Đây là em trai tôi. Trưa sư của tỷ tỷ. Trưa sư của tỷ tỷ. Đây là bạn gái anh ấy. Trưa sư tha nữ朋友. Trưa sư tha nữ朋友. Đây là bạn trai cô ấy. Trưa sư tha nán朋友. Trưa sư tha nán朋友. Hãy nói lại, cô giáo Trần chào cô, dùng cách trang trọng. Trần lão sư nín hảo. Trần lão sư nín hảo. Đây là anh trai em. Trưa sư của cơ cơ. Trưa sư của cơ cơ. Đây là cà phê Việt Nam. Trưa sư Việt Nam cà phê. Trưa sư Việt Nam cà phê. Đây là cà phê Trung Quốc. Trưa sư Trung Quốc cà phê. Trưa sư Trung Quốc cà phê. Hãy nhắc lại từ kia là. Na sư. Na sư. Kia là anh trai tôi. Na sư của cơ cơ. Na sư của cơ cơ. Đây là em trai tôi. Trưa sư của tỷ tỷ. Trưa sư của tỷ tỷ. Bây giờ là từ ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại. Ngoại. Ngữ. Ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Âm Hán Việt là ngoại ngữ. Hãy nói ngoại ngữ. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ.